Loạt phim Việt sắp ra rạp dịp cuối năm có đáng mong đợi. Phim rạp Việt dịp cuối năm gây chú ý bởi chủ đề đa dạng, mới lạ, mang đậm văn hóa dân gian. Liệu rằng món ăn mới này có vừa lòng đa số khán giả yêu phim rạp Việt? Không phải chủ đề tình cảm gia đình thường thấy, nhà sản xuất Việt ở hiện tại còn hướng tới những chủ đề có phần ma mị, huyền bí nhưng vẫn đậm nét văn hóa dân tộc. Có thể kể đến như Ma Gia, Làm Giàu Với Ma, Cám. Ủng hộ có, tranh cãi cũng không ít, nhưng nhờ hiệu ứng tò mò, nhiều bộ phim Việt ra rạp dịp cuối năm hứa hẹn sẽ bùng nổ ít nhiều đó nha. Đầu tiên phải kể đến phim Domino, Lối Thoát Cuối Cùng do Nguyễn Phúc Huy Cương đạo diễn. Phim kể về An, Thuận Nguyễn thủ vai, con trai một trùm băng đảng, vén bức màn bí mật cuộc đời sau sự ra đi của cha mình. Phim có Thuận Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường, Henry Nguyễn, Cát Hạ tham gia, dự kiến ra rạp từ ngày 11 tháng 10. Cô Dâu Hào Môn, một sản phẩm đáng được mong đợi do Vũ Ngọc Đảng đạo diễn. Phim quy tụ nhiều cái tên đình đám như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Uyển Ân và dự kiến ra rạp từ ngày 18 tháng 10. Phim khai thác câu chuyện về một cô gái trẻ muốn thoát nghèo đã phong bạc cho bản thân và cả gia đình mình để tìm cơ hội được làm dâu nhà giàu. Một chủ đề hot và chắc chắn sẽ gây bàn tán nhiều đó nha, đặc biệt khi phim được cho là có nhiều chi tiết trùng hợp với dự án Ký Sinh Trùng đình đám một thời. Về điều này, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết Cô Dâu Hào Môn không dựa trên Ký Sinh Trùng mà được phát triển từ những câu chuyện thực tế tại Việt Nam. Vì đạo diễn lý giải rằng sự ám ảnh về giàu nghèo và khao khát vươn lên không chỉ là vấn đề riêng của một quốc gia mà còn là mối quan tâm chung của toàn thế giới. Cô Dâu Hào Môn mang tính cách Việt Nam rõ nét, phản ánh lối sống phong bạc và những áp lực xã hội đặc thù tại Việt Nam. Từ truyện dài Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một bộ phim cùng tên được ra đời. Phim do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn, dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 11. Ở đó có ba nhân vật Vinh, Phúc, Miền từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành luôn gắn bó với câu chuyện tình yêu, tình bạn giữa họ. Các diễn viên tham gia phim bao gồm A Vinh Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Thanh Tú, Bảo Tiên, Hào Khang. Với Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, phim dự kiến ra rạp Việt từ ngày 15 tháng 11. Dự án này đã có sự hòa trộn đời sống hiện tại và hoài niệm quá khứ. Phim đưa khán giả theo chân bà Nguyện, người sang nước ngoài dự tang chồng cũ, mang về Hà Nội một bình tro và một con cu ly nhỏ. Về đến nơi, bà phát hiện cô cháu gái mang bầu đang vội vã chuẩn bị đám cưới. Lo sợ cô đi theo vết xe đổ đời mình, bà kịch liệt phản đối. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà, Quốc Tuấn, hứa hẹn cũng rất ra gì và này nọ đó nha. Ngay khi được giới thiệu, Linh Miêu, Quỷ Nhập Tràng do Lưu Thành Luân đạo diễn đã nhận về nhiều quan tâm. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 22 tháng 11. Nội dung phim khai thác những hiện tượng không bình thường xung quanh gia đình làm nghề khảm sành ở Huế. Bên cạnh đó, trong tháng 12 năm 2024, khán giả mê điện ảnh Việt có thể được thưởng thức 4 tác phẩm Kính Vạn Hoa, Đồi Thông Hai Mộ, Công Tử Bạc Liêu, Nhà Gia Tiên. Trong đó, Kính Vạn Hoa do Võ Thanh Hòa đạo diễn, chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, dự kiến ra rạp từ ngày 27 tháng 12. Hai phim Đồi Thông Hai Mộ do Nhất Trung đạo diễn và Công Tử Bạc Liêu do Lý Minh Thắng đạo diễn cùng ra rạp từ ngày 27 tháng 12. Phim Nhà Gia Tiên do Huỳnh Lập đạo diễn ra rạp từ ngày 28 tháng 12. Bạn đang mong chờ dự án Việt nào ra rạp? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video này nha!